Vâng, thì xin kính chào các bác đã trở lại với Nghĩa Trang Audio. Thì trong clip lần này thì em xin giới thiệu đến các bác một cái bộ máy lương tiếng rất là hay, rất là chất lượng đến từ nhà AV Pro với model của sản phẩm là PX15 Plus các bác nhé. Đây là một cái model mới nhất trong năm 2021 này của nhà AV Pro các bác nhé, được áp dụng và xử lý và sử dụng những công nghệ âm thanh tiên tiến nhất các bác nhé. Và trong cái video lần này thì em cũng xin cảm ơn rất là nhiều anh Lê Anh Văn đến từ thành phố Bình Dương đã tin tưởng đặt hàng bên Nghĩa Thơm Audio. Anh đã đặt hàng bên em rất là lâu rồi nhưng do tình hình dịch bệnh rất là căng thẳng nên em chưa thể gửi hàng được cho anh. Cho đến ngày hôm nay thì bên em tình hình dịch bệnh nó mới bắt đầu giãn đi thì bên em có thể gửi hàng được cho anh nhà anh Văn nhá. Và vâng, thì giới thiệu sơ qua về cái mẫu máy nâng tiếng AV Pro PX15 Plus này. Đây là một cái sản phẩm chính hãng của AV Pro các bác nhá. Một sản phẩm chính hãng của AV Pro. Các bác khi sử dụng âm thanh đi qua cái chiếc máy nâng tiếng này sẽ được tái tạo và các bác có thể căn chỉnh được các giải bass, chép, chung các bác nhá. Đấy, đầy đủ các giải để cho sao phù hợp với cái thể loại nhạc, thể loại âm thanh mà tùy theo từng đôi tai các bác yêu thích các bác nhá. Và đặc biệt đây là một cái nút bypass này, nó có tính năng là khi bật tắt cái tính năng máy nâng tiếng này các bác nhá. Và lát nữa em sẽ cho các bác nghe và cảm nhận khi chức năng máy nâng tiếng đang hoạt động và chức năng máy nâng tiếng tắt, cái chất âm, cái chất lượng âm thanh nó sẽ thay đổi rõ rệt như thế nào các bác nhá. Và bây giờ thì em sẽ ghép vài combo âm thanh nhà em để cho bác cùng nghe và cảm nhận rõ hơn về chất âm và tính năng của máy nâng tiếng nó hay như thế nào và tính năng nó hoạt động như thế nào các bác nhá. Em ghép với cái cấu hình âm thanh ngày hôm nay thì em sẽ ghép một máy nâng tiếng AV Pro PX5 Plus và một mẫu vang rất là hay, rất là hot đến từ Tregontic với model sản phẩm là T9 Premium các bác nhá. Đây một model sản phẩm mẫu vang rất là hay, rất là hot, mẫu vang số chỉnh cơ rất là dễ dàng các bạn, và đặc biệt là dành riêng cho những bác nào yêu ca hát, yêu âm thanh vì nó có đến 7 cần EQ cho bác căn chỉnh âm thanh về cái phần mic các bác nhá. Một mẫu vàng rất là hay, rất là chất lượng. Và đẩy thì em sẽ dùng một mẫu đẩy của Motivity các bạn, mới model của sản phẩm là MTV650. Và không thể bỏ qua một đôi loa rất là hay, rất là chất lượng đến từ nhà BFA các bác nhá. Mang cho mình một bát 30 và một cặp tép kèm. Đây là cái sản phẩm chính hãng của BFA các bác nhá. Có đầy đủ tem bảo hành và một mã QR, các bác có thể check hệ thống bảo hành trên toàn quốc các bác nhá. Bên em cam kết với các bác đem đến gia đình các bác những sản phẩm âm thanh chất lượng và đặc biệt là những cái sản phẩm chính hãng các bác nhá. Và bây giờ thì em sẽ mở một đoạn âm thanh cho bác cùng nghe và cảm nhận cái chất âm của cái mẫu máy nâng tiếng này nó hay như thế nào các bác nhá. Nâng tiếng AV Pro PX15 Plus này, thì đến đây clip của em cũng xin phép được kết thúc và chuẩn bị kiểm tra đầy đủ tính năng hoạt động rồi. Bên em sẽ gói hàng và gửi đi cho anh Văn đến từ thành phố Bình Dương các bác nhá. Bác nào đang có quan tâm đến
mẫu máy nương tiếng AV Pro PX 15 này hay những cái sản phẩm thanh tốt và chất lượng đến từ những thương hiệu nổi tiếng thì hãy liên hệ ngay tới bên em, ngay tới Nghĩa Thương Audio với số điện thoại 0912669059, 0962333662 các bác nhá. Hoặc các bạn nào đang ở trên địa bàn thành phố Thái Nguyên thì có thể qua trực tiếp showroom âm thanh Nghĩa Thương Audio trên số 133 đường Cách Mạng Tháng 8 thành phố Sông Công các bác nhá, để bác có thể cảm nhận một cách rõ nét nhất và chân thực nhất những cái sản phẩm âm thanh tại cửa hàng bên em các bác nhá. Và vâng, thì clip của bên em đến đây cũng xin phép được kết thúc. Bác nào đang theo dõi clip này thì đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh để ủng hộ em, ủng hộ Nghĩa Thương Audio giới thiệu đến các bác những sản phẩm âm thanh chất lượng và đặc biệt là những sản phẩm chính hãng các bác nhá, đem lại cho bác những cái mức giá tốt nhất thị trường. Và vâng, thì xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip lần sau.